Chào các anh chị, và trong nội dung của video này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào việc phân tích 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30. Qua đó chúng ta sẽ có cái nhìn và cái góc nhìn tổng quan về đường giá cũng như là xu hướng hiện tại của các cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường. Qua đó thì các anh chị nhà đầu tư có thể nắm bắt và xử lý cái danh mục của mình theo từng cái giai đoạn của thị trường. Và đây chính là những cái chia sẻ theo quan điểm đầu tư cá nhân của mình, không có bất kỳ lời khuyên hay là khuyến nghị trong video này. Và hiện tại mình đang sử dụng ID 9778 để có thể hỗ trợ mở các cái tài khoản chứng khoán mới cho các anh chị nhà đầu tư. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào cái biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN Index để chúng ta cùng nhau đánh giá lại cái tình trạng, cái hiện trạng hiện tại của chỉ số VN Index như thế nào. Và như vậy thì kết phiên ngày 26 tháng 3, thị trường của chúng ta đã có một cái cây nến rút chân. Và các anh chị nhìn vào cái mẫu hình nến như thế này á, thì trong cái vấn đề phân tích kỹ thuật của nhà đầu tư, nó có cái tên gọi là mẫu hình nến Dragonfly Doji. Với cái mẫu hình nến này thì các anh chị, đây là cái hình dạng chính của mẫu hình nến Dragonfly Doji. Mẫu hình nến này đang cho thấy rằng cái giao dịch trong cái phiên ngày 26 tháng 3 nó diễn ra khá là sôi động trong phiên. Tuy là chúng ta thấy là bên bán có cái quyền chủ động từ đầu phiên và đã có một cái lực bán ra khá là mạnh mẽ, khiến cho chúng ta thấy là có một cái vùng bị đẩy giá xuống cái vùng thấp hơn. Đặc biệt là trong cái phiên buổi sáng chúng ta thấy là giá bị đẩy xuống thấp hơn cái vùng hỗ trợ 1.150 điểm. Và cái việc vùng giá bị đẩy xuống thấp hơn cái vùng hỗ trợ 1.150 điểm này chính là cái việc xác định của cái việc mà phân tích kỹ thuật, các anh chị phải làm rõ ra cái vấn đề đó là xác định đột phá giá theo cái vùng đóng cửa. Trên đây là một cái hình thức giao dịch đột phá không hợp lệ, tức là kết thúc phiên ngày 26 tháng 3 thì thị trường vẫn đóng cửa trên cái mức hỗ trợ 1.150 điểm. Như vậy thì khi mà giá đóng cửa trên cái ngưỡng hỗ trợ 1.150 điểm như thế này, thì cái đột phá giá của chúng ta trong cái phiên với mẫu hình nến Dragonfly này được coi là không hợp lệ, dù trong phiên của chúng ta có xảy ra những cái mức thấp hơn ngưỡng hỗ trợ này. Đó, dưới đây là cái hình mà chúng ta thấy là thị trường của chúng ta đã có một cái giai đoạn quét qua cái vùng hỗ trợ. Và cuối phiên thì với cái cuối phiên như thế này thì cái lực mua, cái nỗ lực mua vào nó đã khiến cho thị trường bị đẩy giá lên, được đẩy giá lên và quay trở lại cái vùng đóng cửa là 1.162. Tuy nhiên, nếu như là xét trong cái tính chất xảy ra trong phiên thì các anh chị hoàn toàn thấy cái việc mà thị trường chung của chúng ta được đẩy giá lên lại chỉ nhờ hai cái cổ phiếu mà có vốn hóa lớn cũng như là các cổ phiếu được gọi là điều tiết trên thị trường. Đó là cổ phiếu của dòng Vingroup với mã cổ phiếu là VIC và Hòa Phát. Đó là các cái mã cổ phiếu đã góp phần mà chúng ta thấy là tạo nên một cái lực cầu tại đây đối với thị trường. Tuy cái vấn đề cầu này không đồng thuận, lý do các anh chị có thể nhìn vào các cái số liệu thống kê thì hầu như các cái số lượng cổ phiếu trong phiên ngày 26 tháng 3 này đều chìm trong cái sắc đỏ. Có đến khoảng 300 mã cổ phiếu bị ảnh hưởng và tác động giảm đỏ, chỉ có khoảng là 100 mã cổ phiếu tăng giá. Tuy nhiên thì cái mức tăng giá này rất là thấp. Do vậy thì cái việc mà thị trường xuất hiện cái mẫu hình nến Dragonfly Doji này kết hợp với cái việc là quét qua cái vùng chúng ta gọi là đột phá không thành công như thế này, đó là một trong những cái vấn đề khiến cho cái tâm lý và cái chỉ số hiện tại, cái chỉ số VN Index của chúng ta đang trong những cái giai đoạn rất khó phân tích. Xét về cái tính chất thứ hai, xét về cái đường, cái tính chất về cái tỷ lệ cung cầu, cái cắn cong cung cầu trong những cái diễn biến về giao dịch thị trường ngày hôm nay, thì các anh chị thấy cái đường cầu, cái lực cầu tại đây á, hiện tại nó đang rơi xuống cái mức thấp nhất kể từ cái giai đoạn mà chúng ta gọi là đầu tháng 3 tại đây nha các anh chị. Đầu tháng 3 năm 2021 cho đến nay thì dòng tiền đổ vào thị trường đang tiếp tục bị suy yếu, hay nói cách khác ở đây thì các anh chị biết là dòng tiền đang bị rút ra dần ở những cái phiên gần đây nhất. Những cái phiên gần đây, trong ngắn hạn thì giao dịch tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3, thị trường của chúng ta có một cái lực cầu yếu, nói lên cái vấn đề là tâm lý lo ngại chung đang diễn ra trên toàn thị trường của chúng ta. Và theo thống kê thì tất cả các cái nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn đến cái nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ đều đang ở trong cái tình trạng bị rút tiền mạnh ra so với những cái tình trạng của những cái phiên diễn biến ngày hôm trước. Do vậy thì theo thống kê hiện diện ở đây thì các anh chị thấy là cái tính chất dòng tiền đổ vào cổ phiếu chỉ từ 40%, khiến cho cái xác suất đầu tư trong ngắn hạn các anh chị hiện tại đang cực kỳ thấp. Tức là chỉ từ 20-25%. Nói nôm na các anh chị hiểu là nếu như các anh chị đánh 10 lệnh thì có đến 8 lệnh là phải cắt lỗ, chỉ có 2 lệnh là chiến thắng. Do vậy thì cái giai đoạn này cái xác suất đầu tư cực kỳ khó khăn trong ngắn hạn.
Và khi mà thị trường nó liên tục điều chỉnh giảm giá như thế này thì các cái cổ phiếu tốt dài hạn nó sẽ lộ và dần lộ ra những cái điểm mua chúng ta có cái tính chất biên an toàn cốt mà mình đã khuyến nghị cho các anh chị ở những cái video đoạn sau, đoạn trước, ví dụ như cổ phiếu Hòa Phát hoặc là một vài cái cổ phiếu đến từ hãng hàng không hoặc là cổ phiếu của dòng banh. Đó là một vài cái thông tin về tình hình thị trường của chúng ta. Cái chiến lược quản lý rủi ro nó đang nằm ở cái giai đoạn là nắm giữ cái lượng tiền mặt cao hơn cái lượng cổ phiếu có sẵn, và theo thống kê thì có đến là 70% là cái lượng tiền mặt cần phải nắm giữ trong cái giai đoạn này. Tóm lại, cái xu hướng trong ngắn hạn vẫn là cái xu hướng điều chỉnh downtrend giảm giá của chỉ số VN Index. Trong trung hạn, thị trường của chúng ta vẫn đang duy trì trong cái kênh sideways đi ngang tích lũy và vẫn đang giữ được cái biên hỗ trợ quanh cái vùng 1.150 điểm. Và nếu như các anh chị chưa coi cái video trong cái nội dung video kế cái lần trước của chúng ta đó, thì chúng ta đã giải thích về cái mô hình là ba đỉnh. Mô hình đảo chiều ba đỉnh là nó chỉ xác nhận khi mà thị trường của chúng ta đánh gãy khỏi cái vùng giao điểm số 6 này, tức là cái giai đoạn là nó bị đánh gãy ra khỏi cái vùng hỗ trợ thấp nhất ngay tại điểm số 6 thì chúng ta mới xác nhận cái vấn đề là thị trường đảo chiều giảm. Còn hiện tại cái tính chất của trung hạn thị trường của chúng ta vẫn là cái tính chất sideways. Do vậy thì đó là những cái nội dung mình xin gửi đến các anh chị về cái mặt là chúng ta đang phân tích cái tình hình chung của thị trường. Chúng ta sẽ cùng nhau dành một ít thời gian, đúng không ạ, để chúng ta nhìn lại cái những cái diễn biến của thị trường thế giới như thế nào, đặc biệt là cái chỉ số Dow Jones Mỹ. Thì chúng ta thấy là chỉ số Dow Jones Mỹ theo cái xu hướng mà chúng ta phân tích những cái giai đoạn trước đó, là thị trường có cái xu hướng lùi về test lại cái vùng hỗ trợ 32.000 điểm. Và như vậy rõ ràng trong cái phiên ngày 23 tháng 5 thì các anh chị thấy là có một cái phiên mà cái những cái diễn biến trong phiên đã có cái giai đoạn quét cái biểu đồ giá thấp nhất xuống cái vùng 32.000, rồi sau đó lại có cái lực cầu mạnh và bật lên đến hai phiên như thế này. Thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại đang giữ được cái mốc hỗ trợ khi mà test lại cái đường hỗ trợ và bật lên một cách rất là thành công. Các anh chị nhìn tương tự thì các anh chị thấy là thị trường cũng chúng ta cũng đang có một cái dấu hiệu là quét qua vùng hỗ trợ và có cái lực cầu tăng lên. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta đang lo lắng là cái lực cầu này lại được kéo bởi hai cái cổ phiếu, đó là cổ phiếu VinGroup hoặc là cổ phiếu Hòa Phát và một vài cái cổ phiếu khác của hãng hàng không như là Vietjet. Đó, điều này cũng khiến cho chúng ta có một cái vấn đề lo ngại và nghi ngờ. Do vậy, trong một cái xu hướng và cái lối đánh an toàn của anh chị ngắn hạn thì chúng ta cần nên chờ đợi một cái tín hiệu xác nhận, hoặc cái giai đoạn hiện tại thị trường của chúng ta vẫn còn đơ và ngãn lệnh khá là nhiều. Nhiều khi các anh chị rất là muốn mua những cái nhịp điều chỉnh như thế này thì các anh chị là lo ngại các anh chị mua về rồi cái việc đơ ngãn lệnh như thế này, cái điểm mua các anh chị sai thì các anh chị cắt bắn cắt lỗ ra cũng không thực hiện được, thì đó là một cái vấn đề lo ngại. Do vậy thì chúng ta vẫn đang mong đợi cái vấn đề là thị trường cũng như là sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một cái công nghệ tốt hơn để các nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch sao cho nó trơn tru và nó mượt mà hơn, để chúng ta cùng nhau an tâm về cái mặt tâm lý trước khi mà chúng ta tiếp tục phân tích những cái nhịp đánh của thị trường. Đó là một vài cái thông tin mình xin được gửi các anh chị nhà đầu tư. Thống kê lại trong tuần vừa qua, giai đoạn tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3 thì các anh chị thấy là đối với cái khối ngoại, nhà đầu tư khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng hơn khoảng 1.200 tỷ trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tuần này thì chúng ta đánh dấu với cái sự tăng giá mạnh nhất đến từ hai cổ phiếu. Một là cổ phiếu FLC của giới đầu tư, giới đầu cơ. Hiện tại thì đối với cổ phiếu FLC, từ cái giai đoạn mà cổ phiếu tạo một cái nhịp break ra khỏi cái vùng đỉnh gần nhất một năm, vùng đỉnh một năm khoảng từ cái vùng giá 7.500 trên một cổ phiếu, thì cổ phiếu liên tục có 6 phiên tăng giá. Và cái diễn biến bật mạnh tăng giá kịch trần như thế này của cổ phiếu, đặc biệt là những cái phiên gần đây ngày 25 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 là cái lần đầu tiên chúng ta thấy là xác nhận sau 7 năm mà cổ phiếu FLC mới được giao dịch trên mốc 10.000 trên một cổ phiếu. Và đến cái thời điểm hiện tại này thì với cái kỳ vọng về cái mục tiêu đánh giá kỹ thuật của mình, khối lượng vẫn đang trong cái vùng quá mua và cái mục tiêu giá kỳ vọng của FLC đã vượt qua so với cái ngưỡng định giá của mình. Do vậy thì đối với các anh chị FLC đang cầm và nắm giữ thì nếu như có cái mức lợi nhuận thì các anh chị có thể canh chốt dần. Những cái điểm mua hiện tại không còn phù hợp khi mà biểu đồ giá đã tăng quá là cao, cần có những cái nhịp điều chỉnh và cân bằng trở lại thì mua nó sẽ có cái tác động an toàn hơn. Ngoài ra FLC thì còn có một cổ phiếu nữa là cổ phiếu HAP. Cổ phiếu của tập đoàn Habaco cũng đã có một trong những cái phiên tăng điểm khá là mạnh. Các anh chị thấy là cổ phiếu này bật tăng phi mã kể từ bước sang tháng 3 năm 2021, những cái giai đoạn tại đây các anh chị. Đầu tháng 3 năm 2021 khi mà nó vượt ra khỏi cái vùng đỉnh là 7.500 chẳng hạn, thì nó liên tục tăng điểm với cái mức lợi nhuận từ 120%. Như vậy thì đây là một trong những cái đà quật khởi của cổ phiếu Habaco diễn ra giữa cái làn sóng tăng giá của các cổ phiếu, khi mà chúng ta thấy là cái giai đoạn thị trường nó
nó phăng phăng, nó đi ngang, thì hầu như các cổ phiếu lớn bước vào cái vòng xoáy áp lực điều chỉnh giảm giá, thì dòng tiền lại đổ dồn sang các cổ phiếu dạng midcap và penny, khiến cho các cái dòng họ này nó quật khởi và nó nổi sóng với cái mức tăng điểm khá là cao. Đó là một vài cái thông tin và cái số liệu thống kê mình xin được gửi và chia sẻ theo cái quan điểm nhìn nhận và đầu tư đọc vào các cái biểu đồ kỹ thuật của mình dành cho các anh chị nhà đầu tư. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ dành cái khoảng thời gian còn lại để chúng ta phân tích cụ thể hơn cái đường giá cũng như là cái xu hướng của 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30 nhé. Đầu tiên là cổ phiếu của BIDV. Tóm lại thì các anh chị thấy là trong một cái xu hướng thị trường của chúng ta xoay quay, hầu như là các cái cổ phiếu có vốn hóa lớn thì các anh chị thấy là nó đều bước vào cái vòng xoáy là điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Như vậy thì không còn nhiều cái nhóm ngành nó tăng trưởng như cái giai đoạn cuối năm 2020 cũng như là đầu năm 2021 nữa. Trong giai đoạn này nhiều cái nhóm ngành trong cái vùng tăng mạnh và phục hồi, tất cả nó đều bị đang dịch chuyển về cái vấn đề suy yếu và giảm mạnh. Đây là cái tình trạng thực trạng mà nó đang diễn ra trong thị trường chứng khoán của chúng ta, cho thấy cái vấn đề đầu tư cái giai đoạn hiện tại đang rất là khó khăn đối với các anh chị nhà đầu tư, và thị trường của chúng ta vẫn đang dần tiếp tục xấu đi, chưa có cái dấu hiệu mà có cái lực đỡ, cái lượng cầu cũng như là sự đồng thuận đến từ các cổ phiếu. Hiện tại cái nhóm trụ của các cái dòng, hiện tại chúng ta thấy cái nhóm trụ nó chỉ còn là cái dòng bất động sản đang là cái tâm điểm. Chúng ta thấy là cái kỳ vọng cuối cùng dẫn dắt vẫn đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn và các cổ phiếu điều tiết thị trường như là cổ phiếu VinGroup. Một vài cái cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản nó khác, nó cũng đang là cái ngưỡng kỳ vọng cuối cùng khi mà nó đang có cái xu hướng điều chỉnh và test lại những cái vùng hỗ trợ, những cái đường trung bình động moving average và đang dần có xu hướng hồi phục. Đây là cái điểm sáng đối với cái dòng cổ phiếu bất động sản. Và chúng ta còn chờ đợi điều gì? Chúng ta cũng vẫn đang chờ đợi cái sự cuộc khởi và sự ảnh hưởng tác động đến từ các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng, để khi đó trạng thái tích cực của thị trường của chúng ta mới được giữ, thì khi đó chỉ số và cái tác động lên cái chỉ số VN Index của chúng ta nó mới dần tích cực hơn. Khi đó những cái tín hiệu tích cực quay trở lại thì các anh chị nhà đầu tư sẽ có cái nhịp và cái giai đoạn lướt sóng trong ngắn hạn, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vào việc phân tích cái xu hướng của cổ phiếu BIDV. Đối với cổ phiếu BIDV thì theo cái đường trend, cái đường xu hướng này, các anh chị hoàn toàn thấy là cổ phiếu vẫn đang trong cái kênh xu hướng giảm đỏ. Và cái phiên ngày 26 tháng 3 kết phiên, cổ phiếu đóng cửa tại cái vùng 42.1 như thế này, thì các anh chị thấy là nó đang bị đè nén dưới cái áp lực của cái vùng cung rất là mạnh như thế này. Tức là cái lượng cung quanh cái khu vực màu đỏ ở đây nó sẽ rất là dồi dào, khiến cho cái áp lực bị điều chỉnh giảm và cổ phiếu bị đánh gãy ra khỏi cái đường cầu trong một cái xu hướng tăng điểm. Anh chị nhìn tiếp theo ở cái đoạn này giúp mình, tức là cái giai đoạn từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 tại đây. Nó xuất hiện một cái vấn đề là đột phá giả. Anh hiểu nôm na, các anh chị hiểu nôm na như thế này. Một cái đột phá giả nó chỉ đơn giản là khi giá chứng khoán, thì các anh chị giá của cổ phiếu BIDV như thế này nó vượt ra cái ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên thì nó không duy trì được ở trên cái mức kháng cự này mà quay trở lại dưới cái ngưỡng kháng cự, khiến cho thị trường của chúng ta, cái cổ phiếu BIDV tiếp tục lao vào một cái xu hướng giảm giá. Chúng ta gọi đây là cái đột phá có chủ đích nha các anh chị. Đột phá có chủ đích hay là một dạng đột phá giả như thế này, nó được gọi là có chủ đích vì các cái nhà giao dịch sẽ phát hiện cái đoạn này gọi là cái đoạn break out ra. Cái đoạn break out ra với cái kết quả của sự thao túng từ các nhà giao dịch lớn, ví dụ như Big Flyer hoặc các cái tổ chức lớn trên thị trường chẳng hạn, như các nhà tạo lập thị trường market maker đi chẳng hạn, thì khi mà giá nó phá vỡ lên cái vùng kháng cự này, nhà đầu tư tin rằng nó đang tạo một cái vùng break, khiến cho các anh chị cũng như là các nhà đầu tư lao vào mua quanh cái khu vực này, và như vậy thì cái ảnh hưởng và tác động khi mà chúng ta có xuất hiện cái đột phá giả như thế này như thế nào. Và các anh chị biết là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta, nhà giao dịch chỉ có thể bán chứng khoán sau 3 phiên mua vào, đúng không ạ? Tức là khi mà các anh chị lao vào một cái đột phá giả như thế này thì nó sẽ bị thiệt hại do cái vấn đề là chúng ta bị tác động, bị chặn bởi cái lệnh T3. Tức là sau khi mà chúng ta mua 3 phiên thì cái phiên thứ 4 cổ phiếu về thì chúng ta mới có được cái tình trạng là có nên cắt lỗ. Lúc đó chúng ta mới xử lý được cổ phiếu chúng ta mua sai điểm, tức là chúng ta cắt lỗ. Thì sau 3 phiên đó thì các anh chị thấy là nó đã có cái mức suy giảm là khiến cho các anh chị lỗ từ 6-7% rồi, đúng không ạ? Đây là cái vấn đề đáng lo ngại. Và các anh chị khi mà mua vào một cái vấn đề đột phá giả có chủ đích như thế này thì nó ảnh hưởng và tác động đến tâm lý thứ nhất này, rồi nó tác động đến cái việc mà chúng ta phải cắt lỗ trong những cái việc mà nó đánh giả như thế này. Do vậy thì các anh chị cần phải có cái lối đánh phù hợp
khi mà các anh chị bước vào cái con đường là phân tích kỹ thuật đối với vấn đề đầu tư chứng khoán thì các anh chị phải xử lý một cách cho nó thông thái và quản lý cho nó tốt khi mà thị trường cũng như là cổ phiếu có những cái dấu hiệu của đột phá giả như thế này. Đối với BIDV thì cái giai đoạn này vẫn đánh giá là cái xu hướng đi ngang, khi mà nó gặp cái vùng màu đỏ, cái áp lực cung như thế này thì nó sẽ có cái áp lực đè nặng và cái lượng cung nó sẽ tiếp tục nó tuôn ra từ những cái vùng giá, từ cái vùng 44 đến vùng 45 phía bên trên này, thì khi mà cổ phiếu chạm vào này thì nó sẽ tiếp tục tuôn ra. Do vậy thì các anh chị cân đối và cân nhắc cái giai đoạn này của BIDV. Tiếp theo là cổ phiếu công thương. Đối với cổ phiếu của ngân hàng công thương thì các anh chị có thể thấy là cái xu hướng giá của cổ phiếu CTG hiện tại vẫn đang tốt khi mà đóng cửa tại vùng 39. Chúng ta vẫn thấy là cổ phiếu vẫn còn nằm trên cái đường hỗ trợ như thế này. Khi cổ phiếu nằm trên cái đường hỗ trợ này thì chúng ta vẫn tin rằng cổ phiếu sẽ duy trì được cái mức tác động tốt. Và anh chị thấy là 4-5 phiên hiện tại đang có áp lực bán và điều chỉnh giảm. Tuy nhiên thì dòng tiền vẫn giữ tại đây. Tức là cái áp lực chốt lời đến từ các nhà đầu tư lớn nó xảy ra không mạnh. Chỉ là những cái đoạn áp lực chốt lời đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Do vậy thì nếu như các cái nhà đầu tư, các quỹ đầu tư lớn không có cái áp lực chốt lời tại đây thì mình tin rằng giá của CTG vẫn giữ được những cái nhịp đi ngang quanh cái vùng 37 đến 38. Do vậy thì các anh chị đang có và nắm giữ những cái điểm mua tốt đối với CTG thì chúng ta vẫn kỳ vọng để chúng ta nắm giữ được. Đối với CTG, đây là một cổ phiếu của dòng ngân hàng và tất nhiên dòng ngân hàng vẫn là một trong những cái chiến lược để đầu tư trong room mà mình đang quản lý đối với các anh chị nhà đầu tư. Giai đoạn trước thì mình đã khuyến nghị các anh chị Hòa Phát xuất hiện một điểm mua này. Còn đối với CTG như thế này thì nó sẽ xuất hiện điểm mua như xuất hiện cái điểm mua mới cho các anh chị tham gia hay chưa, những cái giai đoạn rung lắc thì đối với mình thì cổ phiếu này chưa xuất hiện cái điểm mua. Do vậy thì các anh chị mua mới thì nên quan sát thêm những cái dấu hiệu tiếp theo để chúng ta tìm cái điểm mua nó phù hợp cho nó có cái biên an toàn và cái biên lợi nhuận tốt đối với các cổ phiếu khi mà chúng ta mua mới nhé. Còn anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ, những cái đoạn mà cổ phiếu giao dịch trên cái vùng 38.0 sẽ là cái đoạn để các anh chị tiếp tục gia tăng, tăng cường các anh chị gia tăng thêm cái lợi nhuận đối với cổ phiếu này. FPT các anh chị, FPT đang có cái xu hướng thì các anh chị thấy là cũng là một cái dạng đột phá giả. Với cái dạng đột phá giả này thì cổ phiếu sẽ tiếp tục có một cái xu hướng test lại cái vùng hỗ trợ quanh cái khu vực là từ vùng 73 đến cái vùng 74. Ở cái giai đoạn này cổ phiếu FPT mình tin là với cái chất lượng dòng tiền mà nó duy trì ổn định như thế này thì FPT sẽ giữ được cái ngưỡng hỗ trợ quanh cái vùng 73, 74. Những cái nhịp này sau đó tiếp tục bật lên. Do vậy thì cái đoạn mà cổ phiếu FPT nếu như mà có cái dấu hiệu điều chỉnh về cái vùng sát cái vùng 72 đến vùng 725 sẽ là cái điểm mua đầu tiên đối với các anh chị tham gia vào FPT nhé. FPT đang dần những xuất hiện cái điểm mua. Và cái điểm mua này các anh chị lưu ý, đây không phải là điểm mua lướt sóng. Tại vì các anh chị quay lại cái bài toán xác suất của mình á, thì đối với cái chỉ số thị trường chung thì những cái giai đoạn này các anh chị lướt sóng thì cái tỷ lệ các anh chị chiến thắng chỉ 20-25%, rất là thấp. Mình chỉ đang khuyến nghị các anh chị về cái vấn đề là các anh chị tìm những cái điểm mua gom dần. Đây là một cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt. Và mình nhắc lại, đây là cổ phiếu phòng thủ trong danh mục. Do vậy khi mà thị trường ảnh hưởng và tác động điều chỉnh giảm mạnh á thì nó sẽ dần lòi ra cái điểm mua để các anh chị mua gom trong một cái xu hướng nắm giữ dài hạn về cái giá trị của cổ phiếu này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đối với FPT mình đang đánh giá và định giá giá trị thực của cổ phiếu này đang cao hơn so với cái giá trị giao dịch hiện tại. Do đó, đó là một trong những cái niềm tin và cái kỳ vọng để chúng ta mua gom dần trong cái chiến lược đầu tư trung và dài hạn các cổ phiếu tốt như thế này nhé các anh chị. Tiếp theo là GAT ạ. Đối với cổ phiếu GAT thì các anh chị nhìn vào cái xu hướng này, GAT đang có cái mô hình hai đỉnh, gọi là cái mô hình double top như thế này. Đối với cái mô hình hai đỉnh như thế này thì cái đường giá và cái đường xu hướng của cổ phiếu GAT đang có cái xu hướng là test lại cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng 84 đến cái vùng 85. Do vậy những cái nhịp test sâu về cái vùng 84-85 lại là những cái điểm mua mới phù hợp đối với các anh chị đang muốn đầu tư GAT. Còn cái giai đoạn này các anh chị đang nắm giữ về mặt trung hạn có cái điểm mua tốt ít nhất và thấp nhất dưới cái vùng 72 á, thì các anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ để quan sát ạ. Khả năng nhúng nhẹ xuống cái vùng 82-83 thì nó bật lên thì lại một cái xu hướng các anh chị giữ. Nếu như nó bật về cái vùng này các anh chị đang có hàng, hoàn toàn có thể gom thêm đối với cổ phiếu GAT. Nó vẫn chưa quá là xấu nhé. Nó không xấu như các cái cổ phiếu như là BVD, VVS thì cái chất lượng nó đang bị bán khá là mạnh á. Còn cái mô hình hai đỉnh này kết hợp với cái xu hướng dòng tiền, các anh chị nhìn vào cái tính chất của cái dòng tiền đang có cái dấu hiệu hội tụ về giá và khối lượng đúng không ạ? Khi mà cổ phiếu xuất hiện cái mô hình hai đỉnh này thì nó sẽ dần test lại những cái vùng hỗ trợ thấp hơn để nó kiểm tra lại cái tính chất cung cầu của cổ phiếu này nó như thế nào. Để các anh chị thấy là khi mà tạo nên một cái động lực cân bằng về giá và khối lượng giá, tức là
đạt cái điểm mua an toàn và cái biên an toàn tốt thì cổ phiếu nó lại bật tăng lên để test lại cái vùng đỉnh lần thứ ba. Đó là chúng ta sẽ hình thành cái mô hình triple top, đúng không ạ? Triple top, và cái mô hình này nếu như đủ cái lực cầu thì cổ phiếu mới có cái động lượng và cái động lực mạnh mẽ để vượt qua, tạo nên một cái xu hướng tăng trở lại. Đó anh chị lưu ý nhé. HD Bank các anh chị, đối với cụ HD Bank như thế nào? HD Bank cũng tương tự như vậy, thì các anh chị thấy là nó đang tạo nên cái mô hình là double top, đúng không ạ? Mô hình hai đỉnh như thế này. Và trong cái xu hướng mô hình hai đỉnh thì tất nhiên thì cổ phiếu trong một cái xu hướng ngắn hạn tiếp theo bên cái sườn phải ở phía đây, rise slope như thế này, cái sườn phải như thế này, thì cổ phiếu sẽ có cái xu hướng gì? Các anh chị hình dung ra là nó sẽ có xu hướng là test lại cái vùng hỗ trợ ở phía bên dưới. Và đối với cái vùng hỗ trợ của HD Bank á, thì mình nhận xét thấy cái vùng hỗ trợ mà có cái biên an toàn cao, nếu như các anh chị kỳ vọng việc mua vào sẽ là quanh cái vùng 24 đến cái vùng 25. Chúng ta thấy là có những phiên gần đây cổ phiếu HD Bank đã có những cái giai đoạn nhúng vào cái vùng 25 rồi bật trở lên, tức là có cái lượng cầu xuất hiện và cái dòng tiền nhà đầu tư vẫn đang chờ chật và mua rất là nhiều cái giai đoạn từ cái vùng giá 24, 25 của cổ phiếu HD Bank, cho thấy cái xu hướng và cái tính chất dòng tiền của HD Bank tốt hơn những cái cổ phiếu mà chúng ta vừa phân tích ở phía bên trên này, đúng không ạ? Tức là có cái lượng cầu, có cái lực cầu đang bắt đầu bắt vào cái khu vực vùng 24, 25, tức là chúng ta kỳ vọng và đặt ra cái vùng hỗ trợ tại đây, đúng không ạ? Đối với cổ phiếu HD Bank, do vậy thì những cái giai đoạn mà thị trường rung lắc và có cái áp lực test sâu về nhúng vào cái vùng 24 đến vùng 25 lại là cái vùng điểm mua. Đó là theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật của mình, chúng ta đọc vào cái gì ạ? Chúng ta đọc vào cái giá trị khối lượng, chúng ta đọc vào cái đường giá cũng như là cái tỷ lệ cung cầu hiện tại của cổ phiếu để chúng ta tìm ra cái điểm nào gọi là cái điểm cân bằng và an toàn hơn. À, khi mà cổ phiếu lộ ra một cái biên an toàn tốt và cái tính chất lợi nhuận cao hơn á, thì các anh chị mới bắt đầu mở những cái điểm mua tham khảo và dò dằn những cái vùng giá vào phù hợp khi mà thị trường có cái tính chất mà điều chỉnh xuống phía dưới này nha anh chị. Đó là cơ hội khi mà các anh chị thấy là thị trường điều chỉnh giảm đỏ thì lại là cơ hội để chúng ta mua những cổ phiếu có nền tảng tốt, có cái định giá giá trị thực cao hơn so với giá trị hiện tại để chúng ta mua vào nha. Còn khi nào lướt sóng? Khi lướt sóng thì chúng ta phải biết một vấn đề là thị trường xác nhận cái tính chất uptrend trở lại thì lướt sóng cái tỷ lệ xác suất chiến thắng nó mới cao hơn. Các anh chị phân biệt ra giúp mình, các anh chị đang đầu tư theo hướng nào. Và tốt nhất các anh chị nên chia rõ ràng ra, tôi chia 60% tôi đánh dài hạn, 40% tôi lướt sáng hàng ngày. Rõ ràng và phù hợp với từng phong cách của các anh chị để các anh chị có thể quản lý cái tài khoản và cái danh mục cổ phiếu của mình cho nó tốt nha. Đó là một vài cái lời khuyên mình dành cho các anh chị. Hòa Phát, đối với Hòa Phát thì mình đã báo các anh chị trong room á, thì nó xuất hiện cái điểm mua đầu tiên ngay tại vùng 44.9. Đó là phiên ngày 25 tháng 3 thì nó xuất hiện cái điểm mua, và các anh chị theo cái lượng báo của mình thì một số các anh chị nhà đầu tư mua vào ngay tại đoạn này thì coi như cái giai đoạn này nó bật tăng lên cái vùng 46.2 thì đã có mức lợi nhuận là khoảng 3%. Như vậy thì cái điểm mua một như thế này thì chúng ta xét thấy là theo cái hướng phân tích của mình, theo cái quan điểm phân tích của mình thì nó đã có cái biên an toàn tốt rồi, đúng không ạ? Các anh chị mua vào lệnh thì ít nhất trong T1, T2 thì các anh chị vẫn chưa phải có cái dấu hiệu là nó bị giảm đỏ với cái lượng mua các anh chị, mà nó vẫn đang trong cái xu hướng tăng trở lại. Đó là cái tính chất các anh chị gọi là cái biên an toàn tốt, khi mà các anh chị tìm ra được một cái điểm mua tiềm năng, đúng không ạ? Đối với Hòa Phát thì đối với Hòa Phát khi mà nó còn giảm cần đỏ thì chúng ta cứ mua gom vào, thì hiện tại nó đang có hai cái điểm mua, điểm mua một tại vùng 44.9 và điểm mua hai tại cái vùng 43.2, 43.1 dành cho các anh chị nhà đầu tư quan tâm đối với cổ phiếu Hòa Phát này nhé. MB Bank các anh chị. Tiếp theo đối với cổ phiếu ngân hàng quân đội. Ngân hàng quân đội thì trong ngắn hạn thì cổ phiếu đang có một xu hướng giảm giá nha. Khi mà nó bị đánh gãy ra khỏi cái đường xu hướng giảm giá ngắn hạn á, đường ngắn hạn thì nó đang có cái xu hướng là giảm giá. Về trung hạn thì cổ phiếu vẫn đang cái tính chất là uptrend trong nghi ngờ. Tất cả anh chị thấy nè, những cái gì xu hướng trung hạn thì cổ phiếu ngân hàng quân đội vẫn đang trong cái xu hướng là uptrend, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nhìn vào một cái tính chất cái chất lượng á thì các anh chị lại thấy một cái xu hướng là nó lại có cái dấu hiệu phân kỳ, tức là phân kỳ về giá và khối lượng, tức là cái lượng cung và lượng cầu như thế này nó đang không có cái dấu hiệu là hội tụ mà nó lại phân kỳ, tức là cái lượng cầu nó đang nhiều hơn khi mà cổ phiếu test lại quay trở lên cái vùng đỉnh là gần cái giá trị mục tiêu 29.5 á, thì trong ngắn hạn lại có một cái áp lực cung nó đổ ra khiến cho cổ phiếu trong ngắn hạn bị cái xu hướng điều chỉnh giảm như thế này. Đó, cổ phiếu này, cổ phiếu MB Bank xấu như thế nào? Xấu khi nào? Tức là xấu khi nào? Xấu khi mà các anh chị thấy là cổ phiếu không thể nào duy trì được trên cái ngưỡng 29.8,
đóng cửa trên ngưỡng 29.8 thì chúng ta mới xác nhận là cổ phiếu của MB Bank bắt đầu rơi vào một cái trạng thái test sâu hơn về ngưỡng hỗ trợ sâu hơn. Ngưỡng hỗ trợ sâu hơn sẽ là ngưỡng ở đâu ạ? À? Sẽ là cái ngưỡng 25.5 đối với cổ phiếu ngân hàng quân đội. Đó, do vậy thì các anh chị quan sát đối với cổ phiếu ngân hàng quân đội, nếu như có nhịp nhúng và test về sâu hơn đến cái vùng 25.5 mới là cái cơ hội để chúng ta mua mới. Đúng không ạ? Còn anh chị đang mua những cái vùng giá tốt đối với MB Bank ở những cái vùng giá dưới cái vùng 23 đi, thì trong trung hạn cổ phiếu này vẫn đang cho cái xu hướng uptrend không xấu nha các anh chị, không xấu. Mặc dù cái tính chất ngắn hạn là có cái dấu hiệu phân kỳ tại đây, do đó nó đang gặp cái áp lực điều chỉnh giảm giá nhẹ về cái vấn đề ngắn hạn mà thôi. Về trung hạn thì nó vẫn đang giữ giá theo một cái xu hướng uptrend tốt nha. Mai Sang anh chị, Mai Sang thì rõ ràng đối với Mai Sang thì vẫn đang trong một xu hướng downtrend giảm giá về mặt ngắn hạn này. Thì cổ phiếu này đang có cái vùng hỗ trợ nào để mua được thì nó khá là sâu. Theo các quan tích và các quan điểm đầu tư cá nhân của mình thì hiện tại cái xu hướng dòng tiền này đang rất là yếu đối với cổ phiếu của Mai Sang, và các anh chị thấy là nó đang có những cái lượng cung chờ chật trong cái khu vực vùng giá 88 này, đúng không ạ? Tức là cái lượng cung nó liên tục chờ chật ở khu vực này. Tức là khi mà cổ phiếu cứ đạm chạm vào cái vùng cung này thì lại cái áp lực bán bắt đầu xuất hiện ra. Và cái lực bán chúng ta thấy nó đang dần xuất hiện và nó có cái tính chất hơi đậm tại đây. Do vậy thì các anh chị nên lưu ý cái vùng này chưa phải là cái điểm mua mới, mà chỉ là cái tính chất quan sát chờ những cái điểm mua có cái biên an toàn tốt hơn đối với cổ phiếu Mai Sang ạ. Thế giới di động. Thế giới di động phiên ngày 6 tháng 3 đã có bắt đầu xuất hiện cái lực cầu trở lại. Tuy nhiên thì cái dòng tiền lại không đảm bảo. Chúng ta thấy là cái xu hướng dòng tiền ở cái giai đoạn này đang có một cái lực bán ra trong ngắn hạn. Do vậy thì cổ phiếu vẫn chưa có tính chất trở lại. Đối với thế giới di động thì những cái phiên xác nhận giao dịch trên cái vùng 131.500 thì mới bắt đầu có cái tính chất mua trở lại đối với thế giới di động. Và hiện tại cái giai đoạn này vẫn là cái xu hướng giảm giá. Chúng ta chưa nên vội bắt đáy. Tại vì cái vùng hỗ trợ tiềm năng và cái biên an toàn tốt nó chưa xuất hiện đối với cổ phiếu của thế giới di động nhé. Các anh chị lưu ý giúp mình. Novaland thì vẫn trong một cái kênh sideways, đúng không ạ? Một cái kênh sideways của cái hộp Davat này. Thì ngay tại cái vùng 78 và vùng 79 sẽ là cái điểm mua trong ngắn hạn đối với Novaland nếu các anh chị nhà đầu tư quan tâm. Cổ phiếu này đang giữ một cái nhịp đi ngang, chúng ta vẫn chưa thấy cái dấu hiệu phân phối khi mà cổ phiếu xoay quay trên cái vùng đỉnh khá là lâu. Do vậy thì nếu như mà các anh chị loại bỏ cái tính chất là rủi ro, tại vì cái giai đoạn này thì chúng ta vẫn nhắc đến cái tình trạng là đơ và ngắn lệnh. Tức là nếu các anh chị muốn mà cái xu hướng các anh chị cũng như là cái điểm mua các anh chị sai, thì các anh chị muốn cắt thì đơ ngắn lệnh các anh chị lại không cắt được, khiến cho các anh chị lại phải giữ cái cổ phiếu nó càng lỗ sâu hơn. Thì đó là cái vấn đề mà mình đang lo lắng và mình đang bị ảnh hưởng mà ít khuyến nghị đối với các anh chị nhà đầu tư nhất. Nó liên quan đến cái vấn đề khách quan ở đây, tức là không phải do chúng ta mà đang do những cái vấn đề mà nó tác động đến từ hệ thống. Chúng ta muốn cắt lỗ thì vẫn cắt không được. Do vậy thì các anh chị chủ động những cái nhịp mà các anh chị mua gom những cái vùng hỗ trợ đối với Novaland để các anh chị cân đối cái tỷ trọng cho nó hợp lý. Mình sẽ khuyến nghị cái vùng mua từ cái vùng 78 đến cái vùng 79 của cổ phiếu Novaland để các anh chị thăm dò cái nhịp này nhé. PLX các anh chị nhé. PLX như thế nào? Đối với PLX thì cái giai đoạn những cái phiên ngày 11, 12 nó xuất hiện cái mô hình đảo chiều. Tuy nhiên cái mô hình đảo chiều chúng ta thấy là một cái dấu hiệu bust bull. Tuy nhiên lại bust bull không thành công, đúng không ạ? Một cái bust bull không thành công. Do vậy thì khi mà cổ phiếu bust bull không thành công thì nó lại tiếp tục trong một cái xu hướng điều chỉnh giảm. Cổ phiếu PLX trong cái phiên ngày 26 tháng 3 chúng ta thấy là rất là rõ với cái mô hình Dragonfly. Dragonfly Doji như thế này thể hiện một cái xu hướng đảo chiều tiếp theo, tức là chạm vào cái vùng 55.1, đây là cái vùng hỗ trợ và chúng ta thấy là vùng hỗ trợ cân bằng, thì PLX sẽ có cái xu hướng bật chỉnh trở lại đến cái vùng 57 đến cái vùng 58. Thì đó là cái xu hướng mà chúng ta đọc vào những cái mô hình nến của PLX nó đang thể hiện tại đây, những cái mô hình kỹ thuật nó đang thể hiện tại đây. Mình là cái người đọc vào biểu đồ và mình thể hiện cái quan điểm đầu tư, mình giải thích lại cho các anh chị nhà đầu tư với những cái biểu đồ kỹ thuật nó đang thể hiện nhé. BNG chúng ta vẫn đang nhìn thấy một cái xu hướng dị giữ giá tích cực, đúng không ạ? Do vậy thì điểm mua của BNG nó sẽ nằm ở những cái vùng nào? Những cái phiên ngày 26 tháng 3 sẽ là những cái điểm mua bắt đầu dần xuất hiện này. Sẽ là cái vùng 78.5 là cái điểm mua thứ hai
Tiếp theo là cái vùng 82.0 sẽ là cái điểm mua thứ nhất đối với cổ phiếu BNG. Các anh chị lưu ý những cái điểm mua tiềm năng như thế này để các anh chị canh những cái nhịp mà nó nhúng xuống á, thì sẽ là cơ hội để các anh chị mua gom đối với BNG. Các anh chị nên hạn chế giúp mình là khi các anh chị thấy là cổ phiếu của BNG mà nó rơi vào những nhịp rất là xanh quanh cái vùng giá 85-86 này, anh chị mua vào, anh chị mua đuổi như vậy thì nó rất là rủi ro về cái dấu hiệu T cộng nhé. Các anh chị không nên mua như vậy, chứ anh chị nên mua những cái nhịp mà nó điều chỉnh giảm đỏ, những cái nhịp mà nó nhúng sâu về những cái vùng 785 hoặc là vùng 82 sẽ là cái điểm mua tốt hơn và an toàn hơn cho các anh chị đối với cổ phiếu BNG ạ. Bầu thì cái xu hướng hơi yếu thì chúng ta thấy đang có một cái lực cầu tại đây, một quả lực cung chờ ở đây để bán ra. Do vậy thì các anh chị nên quan sát đối với bầu chưa có cái động thái mua vào nhé. Mình không có khuyến nghị gì với bầu mà chỉ có cái tình trạng khuyến nghị là quan sát giữ cái trạng thái hiện tại đối với cổ phiếu bầu ạ. Ri các anh chị thấy là nó đang có cái dấu hiệu điểm mua ngay tại vùng 50 nhé. Thứ như là điểm mua thứ nhất là vùng 50 mà nó trải qua cái vùng 26 này. Đó là cổ phiếu của Ri, nó đang có cái điểm mua tại vùng 50.0, nhắc lại là vùng 50.0. Nếu như có cái đoạn nhúng về vùng này thì các anh chị có thể mở mua đối với cổ phiếu Ri nhé. Mua gom dần trong một cái xu hướng trung và dài hạn đối với cổ phiếu này. Thì cái cổ phiếu này cái uptrend của nó rất là tốt. Do vậy thì và cái tính chất cơ bản phân tích về mặt báo cáo tài chính và mặt phân tích kỹ thuật, cũng như là cái định giá giá trị thực của mình cũng đã từng định giá đối với cổ phiếu Ri và gửi cho các anh chị tham khảo á, thì Ri đang có cái giá trị định giá cao quanh cái vùng giá 65. Do vậy thì mở mua quanh cái vùng 50 ở đây thì nó có tính chất là cái biên lợi nhuận của anh chị tương đối tốt, từ 20 đến 30%, như vậy thì ổn định đối với cái việc mà các anh chị mở cái vùng mua gom đối với cổ phiếu của công ty cổ phần cơ điện lạnh này. SBT nha các anh chị. Đối với SBT thì cái xu hướng này chúng ta thấy là nó còn hơi yếu. Do vậy thì cái giai đoạn này mình thể hiện cái khuyến nghị là quan sát thêm đối với SBT, chưa có cái dấu hiệu cũng như là cái điểm mua nào phù hợp đối với SBT để mua mới đó. SSI ạ. Đối với SSI thì cái xu hướng này nó đang test về những cái đang có xu hướng là test chỉnh về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn phía dưới. Thì như vậy thì SSD phù hợp nếu như nó nhúng về cái vùng 275 sẽ là cái điểm mua đầu tiên. Đó, đây sẽ là cái điểm mua đầu tiên đối với cổ phiếu SSD trên chứng khoán nhé các anh chị. Còn hiện tại cái giai đoạn này các anh chị nên khuyến nghị là được quan sát, chưa vội hành động trong cái giai đoạn này nhé. Cái kỳ vọng và cái phân tích theo quan điểm cá nhân của mình á, thì SSD có cái điểm mua an toàn và phù hợp khi mà nó nhúng xuống cái vùng 275 thì mới là cái điểm để chúng ta quan sát và mở mua cái dấu hiệu cái lượng cầu nó quay trở lại quanh cái vùng này thì mới là cái dấu hiệu mở mua đối với SSD ạ. FPT thì đối với cổ phiếu này giữ xu hướng tốt. Chúng ta thấy là cái nó vẫn giao dịch trên cái giai đoạn chờ bán như thế này. Đó là một cái dấu hiệu tốt đến từ STB. Như vậy STB thì vẫn kỳ vọng và nắm giữ được ạ. Vẫn kỳ vọng nắm giữ và quan sát cái nhịp này. Vẫn chưa có cái tín hiệu gia tăng. Nếu như có cái tín hiệu gia tăng phù hợp thì mình sẽ báo lại cho các anh chị trong những video lần sau. Techcombank là một trong những cổ phiếu của dòng ngân hàng giữ giá tốt này. Ngoài Techcombank thì nó còn có VPBank cũng giữ giá tương đối tốt và ổn định. Techcombank thì vẫn chưa vi phạm cái quy luật về kỹ thuật trong trung hạn cả. Do vậy thì anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ. Nó vẫn chưa xuất hiện điểm mua mới. Nếu như có thì những cái video sau mình sẽ dần thông báo cho các anh chị. Cái đoạn này thì chúng ta thấy là chỉ là sự tham gia và đu bám với các nhà cổ phiếu, các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà thôi. Chưa có cái dấu hiệu tham gia đến từ dấu hiệu của tổ chức Big Boy hay là Big Flyer thì vẫn chưa tham gia quanh khu vực này. Do vậy thì cái tính chất an toàn đến với Techcombank vẫn trong một cái biên an toàn tốt. Do vậy thì anh chị cứ nắm giữ và chúng ta quan sát. Khi mà có đủ cái tín hiệu để các anh chị gia tăng thì mình sẽ báo cái điểm mua gia tăng trong room để các anh chị có thể quan sát và mua gia tăng thêm đối với Techcombank nhé. Vì Techcombank thì bao lâu nay mình vẫn phân tích là vẫn trong một cái xu hướng điều chỉnh giảm giá, chưa có động thái là khôi phục hồi phục lại. Do vậy thì cái xu hướng này các anh chị vẫn tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu Techcombank nhé. Chưa có cái vấn đề là điểm mua hay là cái thông tin tạo đáy gì. Tức là khi mà còn một cổ phiếu giảm mạnh trong một cái xu hướng giảm giá như thế này á, thì nó sẽ dần xuất hiện những cái tín hiệu tạo đáy. Và trong các cái cổ phiếu cũng như là các cái nhóm ngành như thế này á, thì vùng này sẽ là những cái vùng đang chịu cái áp lực điều chỉnh và nó cần tìm trở lại cái vùng hỗ trợ mới trước khi mà nó có thể phục hồi và tăng cái giá trở lại.
Do đó, đây cũng là những cái khu vực mà chúng ta cần nên quan sát dần tiềm năng đối với các nhà đầu tư ứng cử cho cái nhịp sóng mới tiếp theo, là cái giai đoạn các anh chị quan sát nhiều hơn để các anh chị tìm cái vùng tiềm năng trở lại và có cái khả năng hồi phục tăng giá trở lại đối với Vietcombank. Đó, chúng ta bước vào cái giai đoạn là quan sát thận trọng hơn để tìm cái điểm mua mới trở lại đối với Vietcombank nhé. Vinhome các anh chị vẫn đang trong cái xu hướng giảm giá thì vẫn chưa có cái dấu hiệu, thì các anh chị thấy là cái mô hình này là cái mô hình rectangle đúng không ạ, triangle, cái mô hình chúng ta thấy là bearish triangle. Do vậy thì cái xu hướng này là cái xu hướng phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ và đang bước vào cái giai đoạn downtrend. Do vậy thì chỉ quan sát, không có cái giai đoạn bắt mua mới đối với Vinhome trong cái xu hướng giai đoạn này. Đó, các anh chị lưu ý nhé. Nó cũng giống như Vietcombank các anh chị, nó cần phải bước vào một cái giai đoạn là tìm trở lại và có cái áp lực điều chỉnh, tìm trở lại cái vùng hỗ trợ mới trước khi có thể phục hồi và tăng giá trở lại. Do vậy thì chúng ta có cái khuyến nghị là quan sát nhiều hơn là cái việc bắt đáy quanh cái khu vực này đối với Vinhome. Vingroup, một cái cổ phiếu điều tiết, đối với mình thì mình đánh giá Vingroup còn có thể tăng và giữ nhịp cho thị trường đến từ 1 đến 2 phiên nữa, đúng không ạ? Tức là theo các quan niệm đầu tư cá nhân của mình, một cái cổ phiếu mà nó điều tiết thị trường như thế này thì cái sức điều tiết như thế này và cái dòng tiền bung ra để mua cổ phiếu với cái giá trị khớp lệnh từ 2 cho đến 3 triệu cổ phiếu như thế này thì mình còn nghĩ là khả năng mà VIX có thể kéo và duy trì cho thị trường từ 1 đến 2 phiên, và sau 1 đến 2 phiên đó thì chúng ta cần chờ gì ạ? Cần chờ sự đồng thuận đến từ các cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành PAN, tức là các cái nhóm ngành cổ phiếu đang có cái xu hướng là nó đã tìm được cái vùng hỗ trợ gần nhất để nó bật tăng trở lại và kéo thị trường của chúng ta lên, thì lúc đó cái dấu hiệu tích cực nó mới quay trở lại đối với thị trường chung của chúng ta. Đó. Vietjet các anh chị. Vietjet thì bắt đầu quay trở lại đối với một cái xu hướng dòng tiền. Nếu như mà Vietjet có một cái xu hướng nhúng sâu hơn thì cái vùng hỗ trợ, nếu như nó bật về cái vùng 125, vùng 26 thì các anh chị cứ mua mạnh giúp mình nha. Mua mạnh để các anh chị gom dần cổ phiếu Vietjet ở quanh cái vùng 124, 125. Đó là cái vùng mà mình cho rằng cái biên an toàn khá là tốt đối với cổ phiếu Vietjet này. Đó, còn cái giai đoạn này thì anh chị thấy là nó chạm vào 128 thì đã có bắt đầu có xuất hiện lực cầu rồi. Đó, lực cầu rồi. Tuy nhiên thì cái kỳ vọng và cái quan điểm của mình thì nên có những cái nhịp về vùng 125, 126 thì cái biên an toàn nó sẽ cực kỳ tốt đối với cái xu hướng đánh đối với cổ phiếu Vietjet này. Vinamilk thì liên tục điều chỉnh giảm giá, đây là cổ phiếu vốn hóa lớn và nó ảnh hưởng tác động rất là nhiều đến thị trường. Bắt đầu vào cái vùng 96-97 này thì cổ phiếu Vinamilk sẽ có một cái lực cầu trở lại, xuất hiện trở lại. Và lực cầu xuất hiện trở lại nó sẽ giữ những cái nhịp cổ phiếu Vinamilk quanh cái vùng 95-96 một giai đoạn nữa, trước khi nó hồi có thể xuất hiện và bắt đầu tạo ra những cái mô hình nến có cái trạng thái hồi phục và tăng giá trở lại. Thì lúc đó chúng ta xem xét cái cơ hội mua mới trở lại, mua gom, đầu tư giá trị đối với cổ phiếu Vinamilk nhé. Còn cái giai đoạn này chúng ta chưa vội bác, chúng ta nên quan sát anh chị. VPBank, như mình đã phân tích và báo cho các anh chị trong room á, thì VPBank bắt đầu xuất hiện điểm mua 1 tại cái vùng 42, quanh cái vùng giá 42x. Ở điểm mua 2 thì nó khá là xa, do vậy thì cái điểm mua 1 các anh chị nên phân phối và chia cái lượng tiền để các anh chị gom dần thôi. Khi nào xuất hiện cái điểm mua 2 thì các anh chị mới bắt đầu mua mạnh trở lại đối với cổ phiếu VPBank. Đó, tuy nhiên thì mình không nghĩ là VPBank nó chỉnh sâu như vậy về cái vùng của điểm mua 2, vùng 37 đâu. Tại vì các anh chị thấy là giai đoạn này VPBank vẫn giữ được cái dòng tiền khá là tốt, chỉ là những cái áp lực nhỏ lẻ, cái lượng bán ra của các cái nhu cầu nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra quanh khu vực này khi mà họ không kỳ vọng được là thị trường có vượt qua được cái ngưỡng 1.200 điểm ăn. Do vậy thì các nhà đầu tư mới bắt đầu bán nhỏ lẻ, và cái việc bán nhỏ lẻ này mình tin là nó không ảnh hưởng và không có tác động nhiều đến cổ phiếu VPBank. Do vậy thì những cái nhịp lún và điều chỉnh sâu như thế này sát về cái vùng 41 đến cái vùng 42x sẽ là những cái điểm mua chúng ta gọi là cái biên an toàn tương đối tốt đối với VPBank này. VRE thì cái xu hướng ngắn hạn nó bị bán ra khá là xấu, và chúng ta thấy là nó đang bán ra những cái vùng, nó đang điều chỉnh và giảm xuống những cái vùng chúng ta gọi là cái lực cung, cái lượng bán nhiều hơn. Do vậy thì cái áp lực này thì VRE, Vincom Retail sẽ còn điều chỉnh sâu hơn về những vùng hỗ trợ phía dưới. Quan sát thì chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ đến từ vùng 295 đến vùng 30 đối với cổ phiếu VRE. Giai đoạn này các anh chị nên quan sát VRE. Chưa có khuyến nghị mua mới hay là bắt thăm dò mua dài hạn đối với VRE các anh chị. Đó. K
KDH cũng như vậy các anh chị, KDH vẫn đang trong một cái kênh giảm giá, đúng không ạ? Vẫn đang trong một cái kênh giảm giá. Và chúng ta chưa thấy cái lực cầu xuất hiện trở lại, vẫn là những cái áp lực cung, những cái áp lực bán trở ra. Do vậy thì cần tìm và chờ KDH tìm trở lại cái vùng hồi phục và có thể có khả năng tăng giá trở lại. Thì mình so sánh và mình định giá đưa ra cái vùng hỗ trợ mà tiềm năng nhất để có thể xuất hiện cái điểm mua đối với cổ phiếu KDH á, thì nó sẽ quanh cái vùng 28 đến vùng 28.5. Thì cái xu hướng này thì hầu như KDH sẽ có khả năng chỉnh lại sát cái vùng 28 đến vùng 28.5 á. Đó, do vậy thì các anh chị chưa vội mua vào cái giai đoạn này, mình nên quan sát thêm. Nếu như mà nó có cái lực cầu và xuất hiện quanh trở lại này thì mới bắt đầu, mình sẽ bắt đầu phát cái tín hiệu để các anh chị mua mới đối với KDH. TCH thì cổ phiếu này chúng ta thấy là có cái dấu hiệu của đội lái. Khi mà anh chị đọc vào biểu đồ giá thì các anh chị thấy là có cái dấu hiệu của đội lái. Do vậy thì nhiều khi cái việc mà phân tích theo cái xu hướng kỹ thuật thì nó lại không ảnh hưởng và không liên quan gì đối với TCH. Tuy nhiên thì rất nhiều nhà đầu tư cũng như là các anh chị là yêu cầu và mong muốn mình phân tích đối với cổ phiếu này về mặt kỹ thuật. Do vậy thì mình xin gửi được một vài cái vấn đề phân tích như sau. Đối với TCH thì dòng tiền đang có cái dấu hiệu xấu đi và yếu đi, chúng ta thấy là đang nằm dưới cái vùng cung, tức là cái lượng cung giai đoạn này nó khá là nhiều, khá là mạnh đối với cổ phiếu của TCH. Do vậy thì TCH nó vẫn chưa xuất hiện cái điểm mua mới. Nếu như mà nó có dấu hiệu điều chỉnh sâu và sâu hơn về cái vùng gần vùng 20 á, thì mới bắt đầu xuất hiện cái điểm mua, cái vùng biên an toàn để các anh chị mua trở lại. Hoặc là nếu như không chỉnh về cái vùng này mà có dấu hiệu tích cực trở lại thì khi đó mình mới báo các anh chị được là cái vùng nào nên mua cho nó an toàn. Chúng ta đầu tư chúng ta phải xét đến cái biên an toàn cũng như là cái biên lợi nhuận, chứ không phải chúng ta mua với cái dấu hiệu là hên xui. Tôi mua hên xui thì nó tăng, xui thì nó giảm, không phải anh chị. Các anh chị nếu như cái đầu tư theo cái xu hướng đó thì các anh chị sẽ thua, và thua dài hạn, không bao giờ gỡ lại được. Các anh chị lưu ý vấn đề này giúp mình. Tốt nhất trong một cái quá trình đầu tư á, thì các anh chị nên có những cái kiến thức cơ sở, cơ bản để các anh chị có thể phân tích được. Các anh chị biết là đối với các nhà đầu tư, những cái giai đoạn mà trước năm 2012 á, thì họ có cái xu hướng là phân tích cơ bản nhiều hơn. Tuy nhiên sau này á, thì chuyển qua là phân tích kỹ thuật. Còn đối với mình á, thì mình lại kết hợp hai cái phương pháp, vừa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Tức là mình phân tích cơ bản để tìm ra một doanh nghiệp tốt, bền vững, lợi nhuận, phát triển, có cái lợi thế, cạnh tranh lâu dài để chúng ta tồn tại về cái mặt thời gian, cái mặt an tâm về cái tính chất tâm lý và kỳ vọng những cái điểm hồi phục về tương lai trước đã. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bước vào cái việc là phân tích kỹ thuật để chúng ta tìm cái điểm mua hợp lý cũng như là tìm cái điểm thoát ra sao cho nó hợp lý nhất có thể đối với từng cổ phiếu nha. Bảo Việt thì cái vùng 58 này bắt đầu xấu nha các anh chị, không có khuyến nghị mua gì đối với Bảo Việt giai đoạn này. Thì các anh chị thấy này, cái lượng cung ở đây, tức là cái lượng cung này nó sẽ luôn chờ chật để nó bán cổ phiếu của Bảo Việt ra trước khi mà nó tìm trở lại cái điểm hồi phục cũng như là cái vùng hỗ trợ tiềm năng với cái biên an toàn tốt. Do vậy cái giai đoạn này chúng ta nên quan sát Bảo Việt nhiều hơn là bắt mua vào nhé. Phát đạt thì cái cổ phiếu này phải nói là nó đang trong cái xu hướng uptrend. Và cái lối đánh phù hợp nhất mình liên tục nói đối với các anh chị nhà đầu tư ấy, thì nên chờ 2 đến 3 phiên giảm điểm với cái mức giảm từ 5 đến 6% thì các anh chị mua vào nó phù hợp hơn đối với lối đánh của Phát Đạt. Tránh cái tình trạng mua đuổi gió, giá rất dễ xảy ra cái tình trạng cắt lỗ trong ngắn hạn. Đó, do vậy thì các anh chị, nếu như các anh chị quan tâm đến Phát Đạt thì các anh chị cũng phải biết cái lối đánh sao cho nó phù hợp. Nhất là các anh chị đọc vào những cái tín hiệu về cái giá trị giá và khối lượng á, để anh chị tìm cái điểm mua sao nó phù hợp. Đó, thì các anh chị mới nên mua và nên tham gia. Các anh chị, mình nhắc lại các anh chị không bao giờ được đánh một cái cách ngẫu nhiên và may mắn đối với chứng khoán. Đó, sẽ rất là dễ để các anh chị xảy ra một cái tình trạng là thiếu kỷ luật. Và khi các anh chị thiếu kỷ luật thì các anh chị sẽ muốn gỡ khi mà các anh chị thua lỗ. Và nếu các anh chị dần xa vào thì nó sẽ không khác gì là cờ bạc. Nó không khác gì là cờ bạc cả. Nó sẽ rất là mang cái tính chất là gây nghiện và các anh chị luôn muốn gỡ khi mà anh chị thua lỗ. Đó, sẽ rất là sai lầm nếu như các anh chị đi vào cái lối đầu tư đó nhé. Và cuối cùng là TP Bank các anh chị. TP Bank thì đang bị bán rá là nhiều. TP Bank thì đối với mình vẫn chưa xuất hiện cái điểm mua tiềm năng. Điểm mua tiềm năng của TP Bank nằm ở quanh cái vùng giá 24x đến cái vùng 25. Chúng ta nên chờ đợi những cái điểm mua như vậy để chúng ta quan sát trở lại đối với TP Bank ạ. Xu hướng này đang bị giảm giá về trong ngắn hạn khá là nhiều. Rồi, như vậy thì mình vừa phân tích và hỗ trợ cái xu hướng và cái đường giá dành cho các anh chị nhà đầu tư. Mà nhắc lại, đây là những cái quan điểm đầu tư cá nhân của mình. Mình đọc vào các hệ thống chỉ báo kỹ thuật tại đây. Và mình đọc, mình
giải thích, mình lý luận, mình đưa ra những cái lời giải thích cho các anh chị nhà đầu tư. Hy vọng đây là những cái giá trị để các anh chị có thể tham khảo vào trong danh mục của các anh chị đang nắm giữ và đang quản lý, để các anh chị có cái hướng đi và cái lối đánh sao cho nó phù hợp. Mình nhắc lại, đây không phải là những cái lời khuyến nghị đầu tư của mình, mà chỉ là những cái lời giải thích theo cái hệ thống chỉ báo kỹ thuật, giúp cho các anh chị nhà đầu tư nắm bắt được cái xu hướng. Đó là một vài cái lời khuyên cũng như là cái thông tin mình xin được gửi đến anh chị nhà đầu tư. Cảm ơn các anh chị nhà đầu tư rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi nội dung video của chúng ta. Và các anh chị nhà đầu tư á, có nhu cầu mở mới tài khoản chứng khoán thì hiện tại mình đang sử dụng ID 9778 tại công ty chứng khoán VPS, có thể hỗ trợ giúp các anh chị mở một cái tài khoản chứng khoán mới để tham gia vào thị trường ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.